Trước khi trở thành một người lãnh đạo thì thành công nằm ở việc phát triển bản thân, và sau khi trở thành một lãnh đạo thì thành công nằm ở việc gì ạ? Ở việc phát triển đội nhóm. Đây là ông Jack Welch, ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của tập đoàn GE. Đây là tập đoàn được sáng lập bởi nhà bác học Thomas Edison và là một trong 5 tập đoàn lớn nhất trên toàn cầu. Cái câu chuyện của ông này quá kinh điển rồi. Ông là huyền thoại của các CEO, các vị giám đốc điều hành trên toàn cầu. Và ông có một câu nói là gì? Trước khi trở thành một người lãnh đạo thì thành công nằm ở việc phát triển bản thân, và sau khi trở thành một lãnh đạo thì thành công nằm ở việc gì ạ? Ở việc phát triển đội nhóm. Và John C. Maxwell có dạy cho mình một cái điều mà sau này mình mãi mãi mình rất thấm điều này. Đây, bạn tập trung vào đào tạo. Đào tạo. Nếu như bạn tập trung vào đào tạo, bạn đào tạo đội nhóm, bạn tập trung vào đào tạo đội nhóm thì bạn sẽ làm cho doanh nghiệp của bạn gì ạ? Doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp phát triển. Nhưng bạn tập trung vào đào tạo gì ạ? Lãnh đạo thì bạn sẽ gì ạ? Nhân bản. Đây là điều khác nhau hoàn toàn. Nếu bạn tập trung vào đào tạo thì bạn có nhóm, có một công ty thì bạn sẽ làm doanh nghiệp phát triển. Còn nếu như bạn tập trung vào đào tạo gì ạ? Lãnh đạo thì bạn sẽ nhân bản. Có một bạn em, bạn biết mình coaching của các boss lớn. Bạn ấy mày mò trên Facebook ấy, bạn bảo mày mò cho bạn tìm ra mình. Bạn ấy rồi bạn ấy mời cho mình vào một cái bữa tối. Bạn ấy bảo một câu gì? Ngày xưa ấy, là hệ thống của IBM còn lớn hơn của hệ thống của Windows thiên nhiên. Nhưng mà trong 25 năm rồi đấy, bạn ấy phát triển quá. Mà em cũng phát triển, và dân số của em bây giờ mới chỉ có 7 tỷ một tháng. Và trong cái buổi nói chuyện với các bạn buổi tối thì bạn ấy đưa theo hai cái bạn leader cho bạn đi. Trong buổi nói chuyện đấy thì mình thấy hai cái leader ngồi nhìn quanh tay này, có hiểu không ạ? Quanh tay này, ngôn ngữ có thể thể hiện gì ạ? Là tư duy các bạn đang đóng. Và mình bắt đầu đặt những câu hỏi, asking the right question, đặt câu hỏi. Và hai bạn ấy cởi bỏ hơn. Nhưng mà là vấn đề của em là gì? Thì có một team gặp phải vấn đề là gì? Thế sinh thiệu cá nhân trên mạng xã hội bán hàng. Còn một team khác không gặp phải vấn đề gì? Em gặp vấn đề là tuyển dụng và đào tạo giữ chân cho những sinh của em. Và sau quay lại hỏi leader, thế theo các em thì leader có vấn đề gì? Và các bạn đã quay sang leader đang bảo leader của em cũng gặp một vấn đề. Đó là gì? Đó là căn bệnh của 85% những người lãnh đạo gặp phải. Và ngày xưa mình cũng gặp phải vấn đề này. Thiếu lắng nghe, nóng tính và áp đặt. Và đây là căn bệnh của hầu hết người lãnh đạo. Và sau khi mình bảo là câu gì, mình hỏi là một câu, mình hỏi là trong 2 năm qua thấy em thiếu đúng một thứ và ngày xưa em từng thành công, nhưng em không đúc rút ra quy luật thành công. Đó là gì? Em quên mất cái điều gì? Doanh nghiệp mình phải có một văn hóa tuyển dụng và đào tạo liên tục. Em đang ngủ quên trên chiến thắng. Và khi mà em không có một văn hóa tuyển dụng và đào tạo liên tục thì điều đó có nghĩa là gì? Là cái mạch máu nhân tài bên trong tổ chức của em nó bị đứt. Và lúc là bạn biết là bạn ấy phải tập trung vào cái gì rồi. Thì trong vòng khoảng, bạn ấy mới comment trên Facebook của mình chắc là khoảng 1 tháng. Sau khoảng 4-5 tháng coaching cho nhiều bạn từ 7 tỷ đến hơn 100 tỷ. Bạn ấy tập trung bạn là đúng đấy. Điên cuồng.